Trưa 21 tháng 6, cựu cầu thủ Lê Công Vinh lên tiếng về tin đồn ly hôn Thủy Tiên. Anh cho biết đã bị bố mẹ hai bên trách vì đọc thông tin ly hôn trên mạng. Công Vinh tự nhận vợ chồng anh là cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giao huấn đạo vợ chồng một chàng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ Té ra ông bà đọc thông tin báo lá cải trên mạng nên nghi hai vợ chồng ly dị. Quá khổ, công vinh cho hay. Kèm dòng chia sẻ, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đăng tải khoảnh khoác vai thân mật với Thủy Tiên trong chuyến du lịch nước ngoài. Dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc vợ chồng cựu cầu thủ giữ được hạnh phúc bền lâu. Công Vinh gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng. Anh nhắc lại chuyện bị bố mẹ mắng 30 phút nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên trang cá nhân, Công Vinh hiếm hoi đăng bài gần đây nhất, anh chia sẻ công việc liên quan đến công tác đào tạo bóng đá và dịp đón lễ tình nhân lần thứ 16 cùng vợ. Khác với Công Vinh, Thủy Tiên không chia sẻ về chồng trên Facebook cá nhân kể từ tháng 6/2023. Hầu hết bài đăng của cô đều là công việc, đi dự sự kiện và hình ảnh liên quan đến con cái. Một số khán giả cho rằng cả hai không còn tương tác qua lại như trước, hạn chế nhắc đến tên đối phương. Đây là một phần lý do khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ vợ chồng của giọng ca giấc mơ tuyết trắng. Thêm đó, dòng trạng thái trên TikTok của Thủy Tiên tiếp tục tạo nghi vấn. Em đã dặn lòng đừng đau nữa, đừng cố chấp nhớ một người. Người ta đâu quan tâm em nữa, em hiểu chưa? Nhiều người nhận định Thủy Tiên đang thực hiện quảng bá cho bài hát mới nhưng không ít bình luận đặt nghi vấn cô suy tư chuyện tình cảm. Khi được hỏi về chồng trong lần ra mắt album mới, Thủy Tiên đều khéo léo từ chối trả lời. Album của vợ thì chồng dĩ nhiên khen hay, nhưng Tiên không muốn nói nhiều về gia đình, về công vinh vì sợ khán giả hiểu lầm dùng chiêu trò PR cho sản phẩm, nữ ca sĩ chia sẻ. Đến tối 21 tháng 6, Thủy Tiên cũng đã có động thái gây chú ý. Giữa tin đồn ly hôn nữ ca sĩ đăng tải nhật ký của con gái lê trần diễm quỳnh tên thân mật là bánh gạo lên trang cá nhân bánh gạo viết nhật ký bằng tiếng anh ghi lại những điều bé ấn tượng trong một ngày thủy tiên phải dùng google dịch để hiểu những điều con gái chia sẻ thủy tiên viết trong quyển nhật ký chỉ có một lần nhắc ba và mẹ được hẳn hai dòng còn toàn bộ là mấy nội dung nó cảm thấy rất happy khi chơi và học với bạn bè nó không à Hôm rồi ba nó đứng tầng trệt gọi nó. Do nó trong phòng riêng trên lầu xa quá nên trả lời hơi to tiếng. Thế là lát sau nó nghĩ thế nào mà tự thấy ái náy sợ ba buồn. Thay đồ xong nó tự chạy xuống xin lỗi ba vì lỡ trả lời to quá. Do con sợ nói nhỏ ba không nghe. Có thế mà ghi cả vào nhật ký. Hai bữa trước các bạn trong trường nó nghỉ hè xin qua chơi. Em đưa các bé đi mô chơi, đang trên xe thì các bạn bên cạnh là hét Thế là bạn gạo nói nhỏ với bạn. Trời ơi, mình là con gái. Mình ra ngoài đường nói chuyện vừa đủ nghe thôi bạn. Đừng có hét lớn như vậy. Người ta nói mình là con gái mất nết. Người ta cười tụi mình đó. Muốn xỉu với nó. Dạy nó cái gì là nó y ngôn lại cái đó không sai một từ luôn. Những chia sẻ nhỏ của bánh gạo cũng đủ cho thấy gia đình công vinh Thủy Tiên giáo dục con gái tốt thế nào. Ngoài ra trong nhật ký, bánh gạo cũng chia sẻ điều bé tự hào là bản thân có một người mẹ luôn quan tâm đến mình. Cũng từ đây, cư dân mạng có thể cảm nhận gia đình Thủy Tiên và Công Vinh vẫn hạnh phúc, không như lời đồn ly hôn, không như lời đồn ly hôn lan truyền gần đây. Lê Công Vinh sinh năm 1985 là cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Việt Nam. Anh từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia, ghi nhiều bàn thắng quan trọng. Sau khi giải nghệ, Công Vinh tham gia công tác quản lý và đào tạo bóng đá. Thủy Tiên sinh năm 1985 là ca sĩ nổi tiếng với nhiều hit như giấc mơ tuyết trắng, ngôi nhà hạnh phúc. Cô được biết đến không chỉ với giọng hát mà còn các hoạt động từ thiện. Cặp đôi kết hôn vào năm 2014 sau một thời gian dài yêu đương. Họ có với nhau một con gái tên Bánh Cạo. Cuộc sống hôn nhân của họ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mặc dù đôi khi vướng phải tin đồn, cặp đôi vẫn luôn thể hiện tình cảm gắn bó ủng hộ nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Trong 10 năm hôn nhân, Công Vinh và Thủy Tiên vẫn đồng hành cùng nhau trong các sự kiện giải trí, nhưng số lần họ tham gia cũng hạn chế. Hai người cũng không chia sẻ quá nhiều hình ảnh chụp chung trên trang cá nhân. Thay vào đó, Thủy Tiên thường chia sẻ clip ghi lại quá trình nấu ăn, tự làm đồ sạch cho gia đình. Hai người dành nhiều thời gian làm từ thiện. Năm 2021, họ kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung gặp lũ lụt nhưng gặp tranh luận sao kê. Sau đó giọng ca giấc mơ tuyết trắng cho biết sẽ dừng kêu gọi ủng hộ. Trong một bài phỏng vấn, thủy tiên cho biết chồng cô tốt tính, chiều chuộng vợ con. Đặc biệt khu học được từ chồng cách đối nhân xử thế ôn hòa, tình cảm với mọi người. Chúng tôi chăm chỉ làm việc và tích lũy được kinh tế để lo cho tương lai gia đình hai bên. Ngày đầu gặp anh Vinh tôi chỉ ước mơ có một căn chung cư, tài sản có 2 tỷ đồng là sống ổn. Nhưng bây giờ chúng tôi đã xây được biệt thự, có xe hơi 5 tỷ đồng, tài khoản gấp nhiều lần con số tôi ao ước, ca sĩ tiết lộ. Công Vinh và Thủy Tiên từng gặp nhiều định kiến ồn ào khi công khai mối quan hệ. Tuy nhiên trong hai thập kỷ từ yêu đến cưới, Công Vinh và Thủy Tiên luôn sát cánh, sát sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Thời điểm nữ ca sĩ gặp ồn ào từ thiện Công Vinh sẵn sàng lên tiếng, livestream để bảo vệ vợ trước dư luận. Công Vinh cho biết cả hai chưa từng gặp cãi vã hay mâu thuẫn lớn, thậm chí những lần giận nhau đều rất ít, được giải quyết ngay trong ngày. Khi cầu thủ từng chia sẻ quan điểm, còn duyên vợ chồng thì sẽ còn sống kiếp mãi mãi, hết duyên thì còn níu kéo cũng không giữ được người mình yêu. Năm 2021, vợ chồng Thủy Tiên vướng lùm xùm an chặn tiền từ thiện. Các nghi vấn đặt ra chỉ trích vợ chồng cô không dùng đúng mục đích số tiền từ thiện 177 tỷ đồng để giúp đỡ người dân miền Trung. Cả hai phải đến ngân hàng in 18.000 trang sao kê, tuyên bố khởi kiện những cá nhân vu khống, lấy lại danh dự cho bản thân. Tháng 5 năm 2021, Bộ Công an tiếp nhận phản ánh về việc ca sĩ Thủy Tiên và một số cá nhân thiếu minh bạch khi sử dụng tiền quyên góp. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng có căn cứ làm rõ Thủy Tiên không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội. Kể từ khi vướng vào lùm xùm từ thiện, Thủy Tiên không thường xuyên chia sẻ về đời sống cá nhân trên mạng xã hội. Vợ chồng cô ít tham gia hoạt động nghệ thuật, dù trước đó hai người thường sánh bước dựng sự kiện thảm đỏ. Sự việc đã có kết luận, nhưng hình ảnh vợ chồng công vinh Thủy Tiên không còn như xưa. Ở một số phiên livestream bán hàng của cô, cư dân mạng vẫn nhắc đến cụm từ sao kê từ thiện. Hồi tháng 5 2024, Thủy Tiên bị kéo vào drama của Khánh Thi khi nữ kỵ tướng Dan spot tố nữ ca sĩ tham gia bước nhảy hoàn vũ nợ cô 80 triệu đồng gần 13 năm chưa trả. Thủy Tiên vô tình bị giéo tên. Cô viết bài trách móc Khánh Thi mập mờ thông tin khiến cô bị ảnh hưởng. Khánh Thi sau đó phải xóa bài đăng, đính chính và xin lỗi Thủy Tiên ô nào sao kê từ thiện, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng. Bỏ qua những thị phi, có thể thấy chuyện tình của Công Vinh Thủy Tiên lớn lên từ những biến cố. Chính những thử thách này đã tôi luyện cho tình cảm giữa đôi thêm bền chặt. Công Vinh không ngại lên tiếng bảo vệ bà xã trước những chỉ trích từ dư luận.